Máy bíp phải không? Máy cỡ đó ok mọi người. Trời 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 à, mình thấy cái con nó lửa mà anh đã máy ngoài kia. Trời ơi, cái con mà đuôi nhồng Mỹ á mọi người, nó đạp dưới máy rồi. Trời ơi, mình không quay được, với lại máy của mình nó cụ bắp á, cho nên mình không có zoom tới đó được. Con máy nó đang đứng ở ngay cái cửa nè đó, rồi con trống nó bay nó đạp. Máy gì đủ chơi cho mọi người. Nói chung là mình bắt về để mình mọi người thấy mình dọn đồ là thấy hiểu ha, để làm gì đó. Máy chỉ ăn cám bình thường thôi nha, cám gà thôi đó. Chứ đang còn cái trống nè, mình hai con lận, mình để dành để mình chờ ghép thôi. Hiện tại là đang mình đang xin anh Long, nói chung là xin ảnh hai con ôm cống của ảnh về để mình ghép với hai con máy này. Còn con trống này thì nó quá vip rồi, mình nói chung là khách gửi mình bán. Mình cũng định nếu mà không có chiên thì bắt đầu mình sẽ hốt con này để mình ghép với lại con đó đó. Nó đỏ ghê lắm, cho mọi người xem con này, nó đỏ cũng khủng khiếp luôn á đó. Đó, ở trong mát thôi á mọi người. Đây à. Còn con bạc 14 triệu của mình. Cái con này hiện trước mình nó tặc lỗi tùm lum thiệt luôn, nhưng mà được cái nó múa đẹp lắm. Nó này nó bắt đầu nó, bữa giờ mình không có làm cám đâu mọi người, chủ yếu cho nó ăn cám bà vì thôi mà nó chơi ghê lắm. Còn con bò hai lông này cũng khách gửi nè, anh em nào hết thì alo cho mình. Con này chơi đẹp lắm, nó xiên kêu nữa, lên là ga giọng, lên là ga giọng. Đây là hai lông. Đâu rồi ha, nó hai lông mình nên nhìn thấy gớm không? Chân lột nha. Anh em nào có thời gian chăm lông con này thì nó ok lắm, chơi xiên lắm. Này mình bao hàng anh em xiên mỏ luôn cái con mà mình đăng clip á. Còn đây là cái cặp chim của mình cho ra đây rồi. Mình ra đây cho nó
quen cái AV vài bữa rồi mình sẽ ghép. Nói chung là được giá mình mới bán, còn không thì mình không bán đâu nha. Anh em khỏi có trả giá mình mất công. Mấy cặp này mình chấm rồi. Chấm bữa đuôi tới 20 mấy lần, mình quên mất tiêu rồi. Máy đây. Trống tôm máy tôm hết. Máy thì chỉ có 12-2 thôi. Này cho nó nguyên một cặp zin ở rừng luôn. Nắng quá. Bạn mình mới cho mình con ống mít. Ống mít truyền. Con này cũng chịu chơi lắm. Mình không chỉnh màu nha, mọi người nhìn tay mình ha, còn y xì ha. Bởi vì thấy rồi trời. Mình chặt tre hôm qua nó bị phòng quá mọi người. Giờ mình mới thấy luôn. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Chỉ là phe mọi người chơi vậy thôi.